Chào mọi người, quay lại với kênh cân cấu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình lại có tiếp một số cân để giới thiệu tới mọi người nhé. Đây, đầu tiên là có một cái cân rút, cái cân cầu tay, cân rút. Cái này bọc đồng này mọi người. Đây, đọt của nó đây. Cái này thì ngoại hình chỉ còn khoảng 50% thôi nha mọi người. Cái này á, nó nặng 580 g, đọt của nó 2 ly, vươn ra là được 6 m, mà thu vào là 1m48, 1m48 nha mọi người, 1m48. Rồi, để mình cho mọi người xem ở phía trong của các kia giọng ở phía trong nhá. Quay qua đây xíu. Đọt này. Các giọng ở phía trong cũng có bị tê xước. Một giọng này, hai này, ba này, bốn này, năm, tất cả có 5 giống. 5 giống của nó 6 mét nha mọi người. Rồi, đọt thì nãy mình uống thử cho mọi người xem rồi, để xem chất liệu của nó nhá. Ở dưới đây cũng được bọc cái này đồng này. Cái này chất liệu fib nha mọi người, fib nha. Cái này cái số 1 mới bán 400. Cái số 1 mình bán 400 nha. 1 400. Rồi, số 2 là một cái cân. Nó chỉ có như thế này thôi. Đây. Đó. Như thế này. Đây. Tất cả sợi thủy tinh đặc hết nha mọi người. Cái này là thủy tinh đặc nha. Cái này nó nặng có 60 g. 60 g. Cái đọt này á là 0.9 ly, 0.9. Như thế này thì nó dài có 92 cm, à không có thu vào được nhá. 92 cm, nó vốn gì là không có thu. Đây, 92 cm nha mọi người. Cái phần này là sộp này. Đây vẫn có máy, máy này máy trượt. Máy này máy vặn, máy vặn nha mọi người. Còn cái phần này sộp, sộp siêu nhẹ này. Đây. Cái này không biết hiệu gì đây. 90 cm. Cái này thì toàn tiếng Nhật không thôi. Đây. Cái này cái số 2 mình bán 150 nha mọi người. Rồi, số 3 là một cái cân 2 khúc. Cân 2 khúc. Cái này thì con khá là mới. Bản Fuji set 21. 21, đọt số 3. Cái này 3 ly. Cái này á thì là theo mình thấy á, khuyên của nó là nó ở đây này. Nhưng mà cái người chủ trước của cái cân này á, người ta đã đổ lại cái khuyên này là khuyên trượt. Đây, người ta đã đổ lại khuyên trượt rồi. Chứ vốn gì của nó không phải là khuyên này. Đây, vốn gì của nó là cái khuyên đây này.
khuyên hai chân. Bọn chị của nó khuyên hai chân, nhưng người chủ của trước của nó bỏ khuyên, bỏ khuyên nữa rồi, đồ là khuyên hai chân. Người ta cũng đồ là kia cái đầu bú này luôn này. Đầu bú này á vốn dĩ nó có đá, nhưng mà người ta muốn bóp nó lại để ra mục đích làm gì thì mình cũng không hiểu nữa. Đây người ta bóp nó lại nên đây bóp lại như thế này nên người ta cũng bỏ đá mất rồi. Người ta bỏ đá, còn ở trong này người ta dán một lớp xốp, một lớp xốp nha mọi người, dán một lớp xốp ở đây để cho cước nó đi ra như thế này đó. Đây còn về cái phần cái cân này á thì cái phần dưới này này, đây nhìn còn khá là đẹp. Cái cân này á, nếu như không kể cái chỗ mà người ta đồ này thì nhìn cái cân này còn trên 80% rồi đó. Khuyến thì tất cả đều là khuyến, khuyến cái này này là đá trắng, nhưng mà mấy cái này thì người ta đồ là khuyến đá đen, đá xám hết. Đây. Còn cái phần đục vào này á, thì người ta quấn dây nhờ này, có inox bảo vệ này, đục vào đây nó chỉ như thế này thôi. Cái phần này rất là nhẹ nha mọi người, phần này lấy ra đục ra lấy ra rất là nhẹ đó, vào tới đây hoặc là đục ra theo mình nghĩ tới đây là vừa này, vì anh thấy nó rất là nhẹ nhưng mà vẫn chắc nha mọi người. Đó bạc thì bạc cũng như xét. Ở phần dưới đây là nhựa nhám để mình cầm khỏi tuột tay. Đây cây này thì dài 21, thu về như thế này là 1,5 m. 1,5 m. Cây này chất liệu fit. Đây, thì như ở đây sẵn của nó cũng không có cái nút tướng hay sao á, vì đấy mình phải rèn vằn hay cái gì hết á. Cây này thì mình thấy nó cũng khập khiễng, nhưng mà giá trị nó thì mình thấy nó rất là đẹp. Chẳng qua do người ta đồ lại khuyến với mục đích sử dụng của người ta thôi. Cái con phân inox không rỉ này con sáng bóng này. Đây cái này cái số 3, cái này mình bán 200 nha mọi người. Ba 200 rồi. Số 4 là một cái cân carbon Wicker by Daiwa Carbon. Đây, tổng thể của nó như thế này đây. Tổng thể của nó như mọi người. Đó. Cái này á thì đọt của nó là đọt 1.80. Vươn ra ra 64 mà thu về 1.75. Nó nặng có 320g thôi. Đây nó nặng có 320g thôi. Một phần ở đây nữa này. Ở đây á thì mình thấy là người ta khoét 1 kg. Khoét 1 kg ở đây. Rồi gia công thêm một phần ốp, một miếng ốp ở đây nữa. Cái này không phải bể nha mọi người. Người ta khoét 1 kg rồi gia công thêm một miếng ốp ở đây. Hình như cái ý đồ của người chủ cân này á là người ta muốn làm thành cái cân cực trọng. Thành cái cân cực trọng á. Cho nên ở phía trên đây này, ở phía trên đấy á không phải là bị gãy đọt, mà người ta cố ý bẻ. Người ta cố ý bẻ chỗ này này. Đây. Người ta cố ý bẻ ở đây để cho cược ra ở đây này. Đó. Nó làm những cái rất là độc. Cố ý bẻ cho cược nó ra ở đây. Thêm một phần nữa là cái đốt ở phía trên đây này. Hai đốt phía trên này á thì là mình biết hai đốt ở phía trên là chất liệu gì đây, để mình xem thử nhá. Tại vì người này người ta chơi cân thì người ta có chế có đồ thôi, cái đó cũng bình thường.
Đây. Đột đọt này á, chất liệu của đột đọt này mình biết là cái gì đây, mình biết chất liệu của đột đọt này là cái gì nữa, nhưng mà người ta cũng đổ lại theo cái nhu cầu sử dụng của người ta. Đây, đọt như thế này đây mọi người. Còn ở đây thì là carbon rồi này, carbon sản X này, rất là bóng đó. Đây là carbon sản X nha mọi người. Đó. Đây là, cái này là người chủ trước của cái cân người ta đồ lại nhá. Cái này thì mình không rõ. Đúng, chơi mà có đồ lại thế này cũng hay. Người ta đồ cho nó thành một cái cân cực trong. Nhưng mà người ta hình như người ta không có biết gắn đá. Có mua đá về gắn, mua đá về gắn là thì thành cân cực trong thật rồi. Này, mình sẽ đưa các đột ra cho mọi người xem nhá. Một đột này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu. 6 đột nha mọi người. 6 đột. Rồi, ở đây nó có một cái bát Fuji FS5. Đây. Cần tay trơ máy. Cần rút. Câu tay trơ máy FS5. Bật trượt Fuji FS5 nha mọi người. Đó. Rồi. Cái này thì ngoài hình con ở phía ngoài con khá là mới. Ở phía trong cũng mới. Chẳng qua là người ta đồ đọt lại để chơi cân cực trống thôi. Này, người ta làm cái này cũng rất là tinh vi này. Làm thêm một miếng ốp ở đây nữa này. Đây, cái này cái số 4. 4 cái này mình bán 500 nha mọi người. 500 carbon sản X. Rồi, số 5 là một cái cần rút. Đây. Nào như thế này đây. Ok. Cái này á thì nặng có 120 g. Đọt của nó á là đọt 1.3. Đọt 1.3 này. Nó vươn ra hệ cỡ á, là 1.8. Mà thu vào 46 sen. 46 sen nha mọi người. Đây. Rồi. Mình sẽ thử nha. Mọi người quan sát ngoài hình phía trong nha. Một đột này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Nó có 5 đốt. Hai. Ba. Bốn. Năm. 5 đốt. Về khuyến của nó. Khuyến của nó thì ở đây có hơi bị rỉ này. Ở đây có hơi bị rỉ. Còn tất cả những cái đầu này thì đâu đầu khuyến này, đâu các đốt á đều có bọc inox hết, đi theo cái khuyến nha mọi người. Khuyến của nó thì 2 4 5, 5 khuyến bao gồm cả đầu bu, tất cả đều là đá xám hết. Nếu như cái cân này mà chỉ tính tiền khuyến không á thì là dư tiền cân rồi, dư tiền rồi. Về để khuyến không cũng là dư tiền rồi. Đây. Cái này cái số 4 mình bán 160 nha mọi người. Để mình giới thiệu hết mấy cái ngắn này. Và tới mấy cái hai khúc. Hai khúc xong rồi tới cần tay. Cần tay trơ máy. Cần ba khúc. Này. Rồi, ok, mình sẽ giới thiệu được nhá. Như vậy nhá. Rồi. Tiếp tới á là một cái cân cũng là một cái cân rút. Cân rút mini, cân mini rút nhá.
À quên này, nói cái này là bát trượt này. À bát lại nhầm, bát văn nhá mọi người. Rồi. Cái này là một cân, cái cân mini. Cái này thì nặng có 100 à, còn nặng có 60 gram. Đọt nó thì là đọt mảnh 0.9, câu rất là sướng. Đó. Dài 1,8, thu về thì 58 cm nha mọi người. Đây. Đọt mảnh 0.8. Những cái mini mà đọt mảnh này khá là hiếm. Đó. Rồi mọi người xem ở ngoài hình phía trong nha. Đây. Ngoài hình phía trong thì còn khá là đẹp. Có hơi tây xước. 1,8 này. Cái này không biết hiệu gì đây. Rồi, uốn đọt thử xem nhé. Đây, mọi người thấy độ dẻo nhá. Rồi, khuyên. Khuyên của nó thì là đều là khuyên inox không rỉ. Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyên bao gồm cả đầu bu. Nhưng mà khuyên này là khuyên không có đá nha mọi người. Khuyên này là khuyên không đá. 4 chân, 1, 2, 3, 4. Rất là chắc. Khuyên không đá. Khuyên trên này là khuyên trượt. Rồi. Giờ đây là xốp. Xốp nhẹ. Bát là bát vặn. Rồi. Sorry mọi người, hồi nãy là có hai cây số 4, hai cây số 4. Thì mọi người mua cây số 4 nào thì mọi người cứ nói nha. Hai cây số 4 nha. Rồi, cây số 5. Cái này mình bán là 150 nha mọi người. 150. Rồi, số 6 là một cái cần rút. Cần rút khúc từ này thôi. Rất là gọn. Cái này là KT Canto. Nó rất là gọn, nó có 41 cm thôi mọi người. 41 cm, 40 cm. Đây. Có 40 cm thôi. Đọt của cái này là đọt 0.9. Nó vươn ra được tới 4,1 m. À 4,2 m. Vươn ra được tới 4,2 m, đọt thì đọt mảnh 0.9. Đó. Đọt mảnh 0.9 nha mọi người. Rồi, mọi người xem độ này, 1 2 3. Đây giả trúc 3. bốn năm sáu bảy tám chín 10 11 12 13 14 khúc, 15 khúc. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 rồi. 7 8 9 10 11 12 3 4. Ủa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 khúc nha mọi người. 15 khúc. Cái này chất liệu phíp. Mọi người nhìn chắc cũng thấy rồi. Mình khỏi phải nói. Đây. Có cái chỗ này này, chỗ này nó bị dập. Bị dập. Dập ở chỗ này. Thì dập á, dập chỗ này á thì mình thấy vẫn sai được, ok, không có vấn đề gì hết á. Hiện tại vẫn sai được nhá. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên về cuộn cước là ở đây. Cuộn nhớ đổ keo vô thì sẽ ngon hơn. Đó. Vì cái dập đó nên mình sẽ bán rẻ lại cái cân này cho mọi người dễ mua nhá. Về bỏ công là cuộn nhớ lại xíu thôi. Khỏe hơn. Cây này mình sẽ bán 280 ngàn. Cây số 6.
258. Rồi, một cái cân 2 khúc. Cái này có đặc biệt á là cái đọt nó dài hơn cái cán. Đây. Đây. Thường thường mình thấy mấy cái này nó bằng nhau, nhưng cái này thì là cái đọt này dài hơn cái cán. Đó. Cái này á thì nó nặng có 180 gram à. Nhưng mà cái đọt nó đọt 1.8 vươn ra 91,6 thu về là 95 sen nha mọi người. Đây, cái cân này thì còn hoàn hảo. Đây, đọt đây. Đó, ok. Cái giấy này giấy mình buộc hai khúc lại với nhau thôi, không có liên quan gì, không phải xấu đâu nha mọi người. Gì thu. Đây. Khuyên của nó thì có 1 2 3 4 5 6. 6 cái khuyên. Bao gồm cả đầu bu, tất cả đều là đá trắng nha mọi người, tất cả đều là đá trắng. Đây. Còn ở đây á, bát của nó là bát vặn. Đây, bát vặn. Cái này thì dùng máy năm rồi, dùng máy năm nha mọi người. Đó, siết chặt lại, dùng máy năm. Ok, bàn ở đây. Cái khuyến này cũng là khuyến, cái bát này cũng là bát Fuji luôn này. Bát Fuji nhá, Japan nhá. Rất là đẹp. Cái cân này hiệu gì đây? DKK Daiko 1.6. Đúng rồi, 1.6. Cái cân này thì mình bán 300 nha mọi người. 300. Cầu như thế này đây. Cầm thế này. 300. Cái này cái số 7. 300. Cần 2 khúc. Rồi, tiếp một cái cân 2 khúc nữa. Cân 2 khúc này thì là nhựa tổng hợp nha mọi người. Nhựa tổng hợp. Đây. Chỗ này nó bị mối luôn đây này. Ghê không? Cả này là cần gỗ. Đây. Cái cân này á thì nặng 180 gram, đọt là 2.2. Vừa ra được 1m55. Thu về là 78 sen. Này, thu về như thế này 78 sen. Vươn ra chắc lại á là 1m55. Khuyến của nó á là khuyến inox xoắn, không có đá nha mọi người. Đây. 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 Có hệ thải 4 cái khuyến. Rồi. Đọt này thì đọt cứng. Nhựa này đây nhựa tổng hợp nhựa đặc. Đây, bọc inox này, bọc inox chống bể này, bọc inox này. Đây, bát này là bát vặn. Inox không rỉ nha mọi người. Bát vặn inox không rỉ. Rồi, cái này là cái số 8. Cái số 8 này mình bán 200 nha mọi người. Cây số 8 mình bán 200. Rồi, tiếp tới một cái cân 3 khúc. Ba khúc như thế này đây. Ok. Cái này thì mình không thấy ghi hiệu gì hết, mình chỉ biết là chỉ thấy cái này ký hiệu là
hình tháp. Cân hình tháp này thì chịu được rất là tốt. Cân hình tháp này chịu được rất là tốt nha mọi người. Này. Ở cái phần này á thì đây là nhựa này, nhựa này, nhựa này. Đây phíp này. Đây. Đây được đánh nhờ không đánh gân. Nhờ này, nhờ này. Đây, bát này Fuji FS7. Fuji FS7 nhá. À. Cái cân này là Olympic. Đây. Cân này độ cứng là 30, dài 39. Cân Olympic. Nhá thấy này, Olympic này. Cân Olympic thì ngon rồi, làm gì nữa. Đây. Ở đây nó bọc inox này. Bọc inox cương lực khỏi bể nhá. Cái này dài 39, nặng 560 g. Đọt của nó 37. Thu lại là 1,38 m. Đây. Độ thứ hai. Độ thứ hai. Cái này chất liệu bằng phíp hết nha mọi người. Đây, độ thứ hai. Cái này là hình như đâu rồi nó cũng bị bóng. Khuyên này khuyên gập được này. Đó, khuyên này khuyên gập này. Khuyên cái là khuyên gập đã sạm nha mọi người. Đây. Cái này cũng được bọc inox. Cường lực khỏi bể. Rồi. Tiếp cái khúc thứ ba. Đây. Cũng khuyên đã sám. Cái này giống kiểu người ta có bọc tự bọc nhờ lại. Tự bọc nhờ rồi người ta có độ kéo lên đây. Đây. Đã sám này. Đầu bú này. Đầu bú đẹp tuyệt vời luôn. Đã sám. Đây, độ cứng 30 nha mọi người. 30. Cái này cấu thì vip rồi. Cái này cấu vạt được. Rồi, ok. Cái này là cái số 9. Mình bán 500 nha. Số 9. Bán 500. Rồi, số 10 là một cái cân rút. Cân cầu tay, cân rút. Cân tay rút. Cái này chắc cũng Olympic quá. À, đây quá. Đây, đây quá nha mọi người. Nhìn tổng thể á, thì cái cân này còn khoảng trên 60%. Trên 60%. Này. Cái này của đai quá nha mọi người. Chữ đai quá này. Mình ngược này. Đây. Hơi trầy xước. Cái cân này á, thì nặng 360 g. Đọt là đọt mạnh 0.8. Vươn ra là 6m1. Thu về là 105. Đây. Đọt của nó đây. Đọt thì phần mạnh trên này được làm bằng sợi thủy tinh đặc này. Đó. Nó có mọi người cũng quan sát ở độ trời phía trong nha. Đây. Bọc inox hết nha mọi người. 1 2 bọc inox này. 3 4 5 Đó. Các độ trời phía trong đây còn mới. 6 7 đốt, đọc đồ được phía trong con mới nha mọi người. Cân này quá đẹp. Sáu mét một nhân 7 khúc. Cái này là cái số 10. Mình bán 400. Rồi, tiếp một cái cân câu tay rút nữa. Cái này giả trúc.
Đây. Mọi người xem ngoại hình của nó nhé. Cái này theo mình thấy thì ngoại hình của nó còn khoảng 60%. Ngoại hình tổng thể của nó đây. Đây. Cái này thì nặng 180 g, đọt là đọt mảnh 0.8, vươn ra là 4,4 m, thu về là 105 cm. Đây, đọt 0.8 này. Đọt 0.8 nha mọi người. Một đốt, hai đốt, ba, bốn, năm, tổng cộng có 5 đốt. Chất liệu của cái này thì chắc cũng là fit rồi. Để mình xem ở phía sau đuôi coi. Phía sau dễ xem hơn. Đây, fit này mọi người. Cái này thì mình bán 250 nha mọi người. Cái số 11 250. Rồi. Một cái cần tay trợ máy đây qua. Từ đây đến đây là người ta cuốn nhờ hết, cuốn nhờ hết nhá. Cái này chất liệu là phíp. Đây, cái này thì nặng 140 g, đọt là đọt thủy tinh. Đọt thủy tinh 0.9 ly, vươn ra 3,2 m, thu vào là 95 cm. Đây 0.9 nha. Đây ở trong đây có cả khuyên ẩn. Cái này người ta buộc cái thòng lọng ở phía trước này. Đó. Rồi, ta cả khuyên ẩn ở đây. Các khuyên ẩn ở phía trong. Đây, tại đây là phím này. Các giọng ở phía trong thấy còn đẹp đấy mọi người. 1 2 3 4 4 giọng. Các giọng ở phía trong còn đẹp nhé. Đây, có một cái khuyên cải là khuyên đá trắng. Đây qua. Bát là bát Fuji FS5. Bát trượt Fuji FS5. Inox không rỉ. FK. Cái này cái số 12 mình cũng bán 250 nhá. 12 250. Rồi, 13 là một cái cân tay trợ máy nữa. Mọi người xem qua này. Cái này á thì nặng 250 g à 200 g. Đọt của nó tới 2 ly rưỡi. Nó dài 27, thu về là 1,1 m nha mọi người. Đó. Rồi. Đọt này. Đọt cứng. Đọt cứng này thì độ cứng này khoảng 20 trở lên nha mọi người. Độ cứng 20 trở lên. Mình xem các giọng ở phía trong. Mọi người xem lên nhé. Một. Đây. Cái bọc cường lực chống nứt. 2 3 3 giống. Ba giống. Khuyên thì cái khuyên cái đầu bu á có 4 khuyên, 1 2 3 4, bao gồm cả đầu bu. Đầu bu thì ở ngoài đấy á là inox. Ở trong là đá đá trắng. Còn các khuyên nhỏ này á thì là cái gì đấy? Nhựa.
Ở phía trong vẫn còn đá trắng nhưng mà bị nứt rồi. Cái này về mọi người nhỏ kéo lại vẫn xài được. Còn không thì có thể thay khuyên khác. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên nhỏ kéo lại xài. Nhỏ kéo lại xài hay hơn. Bát này bát Fujiset. Không thấy nó ghi sai bao nhiêu. Bát Fujiset. Cái này chắc là F6. Rồi. Cái này là cái 10 mười mấy rồi, 13. 13 này mình bán 2 300 nha mọi người. 13 này mình bán 300. Rồi. Tiếp. Một cái cân của Ryobi. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này đây. Đó. Bọc nhựa khoảng hơn một nửa. Đây, bọc nhựa này. Bọc nhựa hơn một nửa nha mọi người. Ryobi, những cái cân này là Ryobi của Nhật hay sao ấy, chứ không phải Ryobi Hàn Quốc đâu. Vì mình thường thường ấy, mà không có thấy xuất xứ ở đâu á thì là sử dụng ở thị trường nội địa Nhật thì nó không có ghi xuất xứ ở đâu hết. Cái này nó gần bể ra đây này, gần gãy ra đây này, cái nút này này. Nút này về mọi người dạng này nhé. Rồi. Cái này thì để mình xem là cái này nặng 340 gram. Đọt 1:7. Đọt 1:7 cũng khá to. Kéo vươn ra là 4 mét rưỡi, thu vào 78 cm. Rồi, mọi người xem đọt của nó nhá. Đọt 1:7. Khá cứng. Khuyên của nó đây. Mọi người xem các giống phía trong. Một này, hai này, ba này, bốn này, các dòng về trong con đẹp mới, năm này, sáu này, bảy, bảy dòng, bảy giống đây. Khuyến thì cái này có 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 khuyến bao gồm cả đầu bu, nhưng mà cả hai khuyến này không có đá này. Nhưng mà theo mình nghĩ là hai khuyến này vốn gì của nó không có đá vì nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu hơn. Cái này không biết là có đá hay không. Một là mất đá, hai là không đá. À, có một khuyên ở đây bị bể này mọi người. Bể. Nhưng mà thật ra theo mình nghĩ cái khoảng cách khuyên này khuyên trượt, cái khoảng cách này á về mọi người bỏ khuyên đó cũng được. Nhưng mà chỗ này để thì vẫn câu bình thường. Sao? Để vẫn câu được, còn không cái này nhỏ kéo vẫn được mà. Ok, cái này nhỏ kéo được. Rồi. Cái này cái số 14. 14 này mình bán 450 nha mọi người. 450. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ mình 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.